Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ năm ngày mùng 3 tháng 11 năm 2022 của Mạnh với lớp 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tây Linh, đài An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh với lớp 1, 1 đăng ký 1 like nhé các bạn.